Chào tất cả anh em đã quay lại kênh của mình. Nay mình lên ít máy cho anh em mình tham khảo nha. Anh em thấy phù hợp cái máy nào thì alo mình. Số điện thoại mình phần dưới nha anh em. Kênh mình bán thì như thường lệ thôi. Mình ưu tiên chuyển khoản, anh em chuyển khoản thì mình bao ship. Còn anh em nhận hàng trả tiền thì anh em chịu tiền ship nha. Anh em nào mới mua lần đầu mình phải dặn cọc mình nha. Dặn cọc mình cái thẻ Vina thì 50% tùy theo món hàng nặng nhẹ anh em. Đó mình dặn cọc là dặn cọc để làm tin thôi. Nhưng anh em là có mua món hàng đó, tôi cũng có bán món hàng đó. Chứ không gì, mình cũng trừ thẳng vô cái tiền cọc đó, mình cũng trừ thẳng vô tiền máy thôi. Thôi mình vô luôn nha anh em. Vô luôn. Đây đầu tiên. Cây số 1 đây anh em. Cây số 1 là một cây trà, nhìn thấy nó lực lượng không anh em. Một cây cắt nha anh em. Cái này là nó không có lửa nha anh em. Không có lửa gì, anh em muốn cắt bê tông thì gắn lửa bê tông. Muốn cắt muốn cưa gỗ thì cắt lửa gỗ. Còn muốn cắt sắt thì gắn lửa sắt luôn. Cái này nó cũng tưởng tượng như cái máy mài thôi anh em. Nhưng mà nó có hộp rồi, nó có dây cua ro chèn lên hút bụi nha. Hút bụi lên đây nè. Nói chung nó còn rất mới nha anh em, tem tiết rồi còn ok luôn nè. Tem tiết rồi còn phải nó quá ok luôn nha anh em, tem đủ chỗ luôn. Tem gì đâu mình đủ thứ lên nha anh em. Một tem, hai tem, ba tem. Bốn tem, năm tem. Ôi, tem tựa lưa. Tem nào giờ mình kiếm tem nào có thông số mình đọc thôi. Tem thông số nằm đâu rồi? Không thấy luôn. Điện 100V nha anh em. Tám trăm năm mươi W, nó 8.000 vòng trên phút nha anh em, quá sức rồi. Điện chạy rất nhanh, cắt cái giống gì mà không nhẹ, vì nó quá nhanh thành ra là nó cắt rất ngọt, rất nhẹ. Đây dây của nó đây giống gì nữa đây không biết, giống gì nữa nè anh em, không biết có nút này làm gì nữa đây. Nhật cái chế sao mình để vậy. Vô luôn nha. Qua bộ này nha. Ra mát luôn đó nha. Quá tỏi luôn. Cái này chai, cái này phải nói là ok luôn anh em. Cây số 1 700 nha anh em. Cái cây số 2 là một cây cưa kiếm nè anh em. Điện 100V 350W, cưa kiếm còn mà leng keng luôn nha anh em. Đây anh em, có điều tóc cọ dưới này anh em, điều tóc dưới này nha. Quá dữ. Đấy, nhanh thì mình dẫn lên nha. Đấy. Còn rất đẹp nha anh em.
Cây số 2 550 nha anh em. 550. Cây số 3 là một cây cưa lọng nha anh em. Cưa lọng này dường như là nó không có xài luôn nè anh em. Không có xài luôn nè, còn mới chát luôn. Đây. Này nó có đá lưỡi nè, điều tóc trên này nè anh em. Điều tóc trên này nha, nó có điều tóc. Điều tóc nó được mấy số đây? Điều tóc được 5 số nha anh em. Đây nó có cái này là mở lưỡi nè, mở lưỡi phá lưỡi. Điện 100V, 480W nha anh em. Này nó hiệu gì mình cũng không biết luôn, nó toàn là chữ Nhật không nè anh em. Đây. Nó chữ như thế này nè, anh em đấy. Còn đẹp len keng luôn. Đây nè. Đầu rồi, dài dẫn lên nè anh em. Quá ok. Đẹp len keng luôn. Có điều tóc anh em muốn dẫn tóc cỡ nào thì tùy anh em. Cây số 3 700 nha anh em. Cây số 3 700. Cây số 4 là một cây cắt rung nha anh em. Cây cắt rung. Đây, mở lưỡi nữa đây nè, phá lưỡi nè. Điện 100V, 280W. Đây nè. Nó có điều tóc nha anh em, có 9 số nha anh em. Có 9 số điều tóc nè. Tăng lên nè anh em. Này là nắm được anh em, bị gì nó rung không à. Nó chỉ rung không nghe anh em, mà rất là an toàn. Cây số 4 700 nghe anh em. Số 4 700. Cây số 5 là một cây vít Makita đầu khía. Điện 100V, 360W nghe anh em. Vít này còn rất đẹp nghe anh em. Đây, nổi cái đầu này không là anh em biết rồi, nó chưa có tróc chạy nhiều nè, tem đồ còn nguyên nè anh em. Đây, tem trước đồ còn nguyên luôn, móc đeo đồ này nọ. Con này phải nói là nó sợ ít nha anh em. Đây có cái miếng dạ quang đây nè anh em, mặn trong bóng tối là dạ nó sáng lên đấy. Đây nè anh em, điều tóc thắng cái đứng liền nha anh em. Đảo chiều. Thấy nó rất mượt nha anh em, điều tóc rất mượt. Rất êm ái luôn. Máy này phải nói là còn tương đối mới nha anh em. Nhìn cái đầu này là biết là nó còn ít xài rồi. Đầu còn mấy đầu kia nó trầy trụa đen, còn này nó còn chút sơn chưa có tróc bao nhiêu. Cây số 5 700 nghe anh em. 700 nha. Cái cây số 6 là một cây đấm bóp đây anh em. Cây đấm bóp. Đây,
chứ này mình chở nó hơi cấn cái này nha anh em, nó hơi cấn thôi. Về mình khơi ra, mình chở nó trong khi di chuyển nó bị cấn, nó móp vô thôi. Đây, đây là cấp 1 nè anh em, cấp 2 đấy, im ru luôn anh em, dở lên im ru đấy, phải nó đấm bóp cực kỳ. Cây số 6 600 nha anh em, 600 tiếp theo là một cái xuống, cái số 7 600 tiếp theo một cái xuống đây anh em, điện 100V 670W. Cái sủi này là khi anh em máy chạy, khi anh em tác động vô nó mới sủi nha anh em. Đây, để vậy là nó không ấy, khi nào ta tác động vô nè anh em. Đây, cái số 7 650 nha anh em, số 7 650. Cái số 8 là một cây trà đây anh em. Đây, một cây trà đây anh em. Đây, tem tiết rồi, nó màu rồi anh em ơi, không thấy, không thấy rành. Đây anh em, cực kỳ luôn. Đây, cây số 8 550 nha anh em, 550. Cây số 9 là một cây cưa thân dọc đây anh em, cưa thân dọc nha, điện 100V 670W, lưỡi của nó là 125 nha anh em, đèn đuốc đồ đầy đủ, nghiêng cao thấp đồ đầy đủ. Đây đèn nữa nè, hai đèn nè anh em, một đèn này, đèn dưới này nữa nè, hai đèn đấy anh em thấy rồi, hai đèn rất sáng, ban ngày mà nó sáng dưới luôn nè anh em. Đây, đèn sáng cực kỳ. Đây, cây số 9 550 nha anh em, 550. Tiếp theo cây số 10 đây anh em, cây số 10 là một cây mài đá hoa cương. Này nó có cái lưỡi này mà là lưỡi nó mài cho mịn hay gì nè anh em. Đây nó mài mà bụi còn đây nè,
anh em về vệ sinh thế, mới về vệ sinh. Điện 100V 1050W nha anh em, 10.000 vòng trên phút. Đây nó có ống bụi ra nè anh em, ống bụi ra ngon lành luôn. Đây đây ống bụi đồ đầy đủ đây. Đây anh em, đó bụi nó ra anh em ơi, bụi rất là chắc chắn anh em. Quá sức bụi rồi, bụi quá. Nó mài bụi nó còn dính ở trong thân cái mình tép máy nó văng ra đó anh em. Cái này quá, phải nói là quá ngon, quá quá cực kỳ nha anh em, cũng ít gặp, ít có lắm nha anh em. Cây số 10, 7.5 nha anh em. 10 7.5. Đưa cho cái máy đằng cha lót này coi, kia bụi quá. Đấy. Kia cái miếng kia. Lấy lại cái tấm nào, lấy tấm đi. Rồi lấy lại năm đây. Rồi. Đây nè. Tới cây số 11 là một cây. Cây cắt sắt Makita. Điện 100V 1330W, lửa của nó là 185 nghe anh em, từ 180 đến 185. Đây lửa này là về là cắt ok luôn nè anh em, tem tiếp rồi còn ok luôn. Đây anh em, cái số 11 800 nghe anh em, 800. Cái số 12 là một cây. Cây phế hồ đây anh em. Cây phế hồ. Điện 100V 810W nha anh em. Đây tay cầm của nó đây rất là chắc chắn nha anh em. Đây. Đây anh em. Đây. Phế hồ của nó đây anh em, cần nó đây. Mình tháo ra cho nó gọn nó tép nha. Anh em nào mua thì mình cứ bỏ đầy đủ phụ kiện. Về gắn vô là phế hồ thôi. Quậy hồ. Cây số 12 650 nha anh em. Cây số 13 là một cây mài nước anh em, cực kỳ luôn. Mới luôn. Cây mài nước. Đây. Em thấy không, len keng luôn. Nó len keng là cỡ này là anh em nó nói chung là nó vậy là nó quá xuất sắc rồi anh em. Mày nước phải nữa. Điện 100V nha anh em, đây đây mình thử cho anh em xem, chạy rất là êm luôn, ok luôn.
chạy im ru anh em. Chạy rồi nè, im ru rồi. Còn đây mày nè anh em, nó chạy là mình không nghe nó chạy mà mình còn không hay luôn á, chỉ mình nhìn thấy nó lăn thôi chứ mình đây là mình không nghe nó chạy luôn á, nhìn thấy nó lăn thôi anh em, còn nó chạy là mình không nghe luôn. Phải đổ im cái máy này thôi, đổ kia thôi rồi luôn rồi, máy này phải nó đổ im của nó. Mình mở lên mình tưởng nó không chạy rồi, mình nhìn thấy này nó lăn, nó chạy im re luôn anh em. Này điện 100V. Cái watt của nó sao mình ở đây không thấy cái watt này anh em ơi. Nó VA200. Cái 200W. Đây anh em. Phải nói là phải nói nó im cái máy này, phải nói mình phải nói hồi nào giờ mới bán cái máy này nó im. Trời mà mình không nghe luôn. Số 13, 700 nghe anh em, 1,7 triệu chứ. 700 là chết mình luôn á. Bà xã đuổi mình ra khỏi nhà luôn á. Nên anh em 1,7 triệu. Hàng lúc này hàng lên nha, chứ mình lúc trước mình bán mấy cây này 1,5 triệu, hôm nay là 1,7 triệu anh em. Lúc này là hàng lên rồi. Hàng nói chung là hiếm luôn, lấy ba cái đồ mà cái mài hai đá cỡ này là phải nói là nó lên dữ lắm anh em ơi. Cũng khó một hai cây mà người nào giành được lắm mới được. 1,7 triệu anh em. Tiếp theo là một cây máy mài đây anh em, mài hơi đá đây. Đây thương hiệu của nó đây anh em, đây hiệu của nó đây, SDK. Điện 100V. Rồi vì cái này nó chơi tem nó chữ nổi mà tem nó hơi mờ nha anh em, mờ mình không đọc được nha, mình không thấy thôi, không có thấy cái thông số của nó. Đá của nó là đá 150 nha anh em. Đá 150. Đây mình test cho anh em nha. Cái cây này là lúc cái mấy clip trước là có một anh đặt mình rồi mình alo lại không trả lời trả vốn như trên. Bao nhiêu người mua mình nói là bán rồi, rốt cuộc là mấy ngày sau mình điện lại là không trả lời, không bắt máy luôn anh em. Mình thấy là phải nói anh em là phải nói mua mình đặt mình mà cảm thấy không ưng ý thì mà alo lại cho mình biết là mình bán người khác anh em. Mình làm cái gì nói chung là tất cả thôi, tất cả ai cũng vậy, cũng vì chén cơm manh áo anh em. Mình cũng phải ở đời ai cũng có buôn bán hết trơn, mình phải là cái gì cũng mình phải biết mình biết ta một chút, rồi thành ra mình bán không được nay mình lên gọi nè anh em. Chuyên viên lên đây. Đấy, ok luôn nè. Cái này nó hơi khô hai cái mặt đạn hai đầu nè anh em. Cái này anh em về mà vô dầu vô mở hai mặt đạn hai đầu là nó im re luôn á. Trớn nó chạy dữ lắm nè. Cái 14 này 1,3 triệu nha anh em. Đây. 1,3 triệu anh em. Tiếp theo cây 15 đây anh em.
cây này lưỡi của nó là 3 tấc 8 nha anh em, 3 tấc 8, điện 100 V. Để mình coi. Nó 14A là gần là 1350W đó anh em, 14A. Lưỡi 3 tấc 8 và nó khủng luôn. Đây. Mình test luôn nha anh em. Đây anh em, mình test. Trời đang mưa quá trời luôn anh em. Đang mưa. Phải nó còn rất là tuyệt nha anh em. Đây. Còn phải là tương đối mới luôn nha anh em. Lưỡi của nó phải lưỡi là ok. Lưỡi hợp kim nha anh em. Lưỡi hợp kim. Đây xoay quanh vòng cho anh em xem. Đây anh em. Phải nói là còn phải nói là ok. Đây cao thấp nè anh em. Nó nghiêng có nha, nghiêng có, cao thấp có nha anh em. Đây nghiêng có nè. Nghiêng có nha anh em. Đây nghiêng. Cao thấp, tem tiếp đồ đầy đủ. Cây này phải nói là tương đối đẹp luôn anh em. Rồi cây số 15 1,3 triệu nghe anh em. Số 15 1,3 triệu. Đây tiếp theo là một cây bu lông đây nè, bu lông Makita, điện 100 V, 330W, đầu 1/2 nha anh em. Đây nó có 3 cái đầu khẩu, đây có đầu khẩu. Đây nè. Đảo chiều là còn anh em, bấm trên bấm dưới đảo chiều nha. Ok. Quá tuyệt anh em. Cây số 16 800 nghe anh em. 800. Hơi clip mình nay có nhiều hàng đó anh em. Anh em thấy ưng ý cái nào thì alo mình, số điện thoại mình phần dưới nghe anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình rất chân thành cảm ơn. Chào anh em nha, hẹn anh em lại clip sau.